Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc một cái móc khóa hình củ cà rốt xinh xắn như thế này ha. Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn guốc mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Như vậy là vòng đầu tiên hoàn tất, tạo ra 6 chân móc cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng chân móc ha. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba tương tự móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ năm cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân móc thứ sáu, chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì xét đây nó có một cái đường móc. Đây là cái đường móc của mũi dời kết thúc vòng đầu tiên chứ không phải là chân móc ha. Ta không móc vào đó mà đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng thứ hai, tăng được 6 mũi móc, ta sẽ có tổng cộng là 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba các bạn sẽ không tăng mũi cho mình ha. Ta có 12 chân đó thì mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn nè. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai vào chân thứ hai, mũi thứ ba, mũi móc đơn thứ tư nè. Tiếp tục mũi thứ năm vào chân thứ năm, mũi thứ sáu, móc đơn thứ 7, móc đơn thứ 8, móc đơn thứ 9, móc đơn thứ 10, mũi móc đơn thứ 11 và mũi móc đơn thứ 12 vào chân cuối cùng ha. Sau khi hoàn tất được vòng mình sẽ có tổng số mũi móc bằng với vòng thứ hai. Kết thúc vòng nè, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một dời, móc lên một xích. Hàng móc thứ tư mình sẽ tiến hành tăng mũi ha. Thì hàng móc thứ tư móc cho mình theo công thức như sau. Các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó chân thứ hai sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy là ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn xen 2 móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối ha. Ta sẽ có là 1 móc đơn nè, sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai. Cụm thứ ba nè, 1 đơn, 2 đơn cùng chân móc. Tương tự cho đến hết. Cụm cuối cùng cũng sẽ nằm ở 2 chân móc cuối cùng ha. Như vậy là khi kết thúc được cái vòng móc thứ tư này mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi ha. Mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc. Kết thúc nè. Móc lên một xích. Hàng kế tiếp thì các bạn sẽ xen kẽ cho mình, tức là mình sẽ có một hàng tăng và một hàng không tăng. Thì lúc này mình đang có 18 chân móc, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có 18 mũi móc đơn và 18 chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng ha. Sau khi móc đến cuối hàng được 18 mũi móc đơn và 18 chân móc thì kết thúc hàng. Sau đó lên một xích. Tiếp tục tăng cho mình cái độ rộng của cái phần đáy này lên tiếp. Thì mình sẽ dựa vào cái hàng móc tăng mũi sát đó. Hàng móc tăng mũi của mình là 1 móc đơn, sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ có cụm móc như thế này rồi thì hàng kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ ha. Lúc này mình sẽ có 2 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là 2 mũi cùng chân móc. Mình sẽ có được một cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta có là 2 mũi mỗi chân nè. Sau đó sẽ là 2 mũi cùng chân móc ha. Mình có được cụm thứ 2. Cụm thứ 6 cũng nằm ở 3 chân móc cuối cùng nha, 2 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là 2 mũi cùng chân móc. 2 mũi cùng chân móc sẽ nằm ở chân cuối cùng nè. Ta sẽ có được tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này cho vòng móc này ha. Kết thúc vòng nè, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một dời, sau đó lên một xích. Tương tự như các hàng bên dưới nè, tăng mũi sau đó sẽ là một hàng đều không tăng mũi. Lúc này vòng móc của mình đang có là 24 chân móc, móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có 24 mũi móc đơn vào 24 chân móc. Sau khi hoàn tất được cái vòng móc này thì kết thúc vòng nè, móc lên một mũi móc xích. Đối với những bạn nào mà muốn tăng mũi thì hàng kế tiếp các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha. Cụm của mình lúc này là 2 mũi mỗi chân nè, sau đó là 2 mũi cùng chân móc, thì cụm kế tiếp sẽ tăng số mũi móc đơn lẻ này lên, mình có 3 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân móc ha. Các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi mỗi chân, mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Được 3 mũi tăng tịnh tiến lên một mũi thì chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Thì hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Cứ xen kẽ một hàng tăng mũi và một hàng không tăng mũi ha. Hàng tăng mũi thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi cho từng hàng móc. Móc cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái củ cà rốt mình ha. Đối với size này thì mình làm móc khóa cho nên mình sẽ dừng lại ở cái cụm 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân móc. Các bạn sẽ tháo cho mình cái bước này ra ha. Mình đã có được cái độ rộng của phần đáy của cà rốt rồi thì các vòng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Tương tự như cái hàng mà mình vừa móc thôi. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các cái vòng móc còn lại cho đến cuối vòng và mình sẽ thêm nhiều vòng móc đều không tăng mũi cho đến khi cái phần thân của củ cà rốt có độ cao vừa phải ha. Ở đây mình đã có được tổng cộng là 4 hàng móc không tăng mũi, có được một cái độ cao như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ bo lại cho cái phần đỉnh của củ cà rốt mình nó nhỏ lại ha. Thì để bo lại để ý cho mình cái hàng móc tăng mũi cuối cùng của cái phần đáy đi lên nè. Tăng mũi cuối cùng tức là mình sẽ có 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Những đoạn nào mà tăng mũi thì cứ dựa cho mình vào cái hàng mà mình tăng cuối cùng nha. Mình có 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân, các bạn sẽ bê cho mình 2 mũi mỗi chân này lên phía trên. Mình móc 2 mũi mỗi chân móc. Khi có được 2 mũi cùng chân móc rồi, ở phía dưới này nè, cái hàng tăng mũi thì chân kế tiếp mình móc là 2 mũi móc đơn cùng chân. Thì lúc này mình không móc 2 mũi móc đơn cùng chân nữa, mà các bạn sẽ chụm cho mình 2 chân liên tiếp lại thành một mũi ha. Để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có 2 đường móc nè. Một cái đường nằm ở bên trong và một đường móc nằm bên ngoài. Đây, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên ngoài của 2 chân móc này ha. Chân đầu tiên nè, sau đó đưa kim ra phía ngoài, đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân thứ hai. Trên kim được 3 đường móc, kéo lên qua 2 chân trên kim, sau đó kéo qua 2 chân lần thứ hai. Như vậy là ta sẽ có được một cụm móc như thế này ha. 2 mũi mỗi chân và 2 chân chụm mũi. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Mình sẽ có là 2 mũi mỗi chân nè. Các cái mũi móc đơn mỗi chân thì mình sẽ móc luôn vào chân móc. Sau đó là 2 chân chụm mũi thì lần lượt đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân đầu tiên và chân thứ hai. Kéo lên qua 2 chân trên kim lần thứ nhất và lần thứ hai, ta có được cụm thứ hai. Móc đến hết vòng thì ta sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. Và cụm cuối cùng sẽ nằm ở 4 chân móc cuối cùng ha. Ta hoàn tất được cái vòng móc giảm mũi nè, có được 6 cụm móc như thế này rồi. Kết thúc, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên nè, móc một dời, sau đó lên một xích. Từ cái phần đáy móc lên, mình có tăng mũi và mỗi hàng móc tăng mũi sẽ xen kẽ là một hàng đều không tăng mũi. Còn đối với cái phần giảm bên trên, các bạn sẽ không xen kẽ hàng móc nữa mà mình sẽ móc liên tiếp các cái hàng giảm tương tự ha. Đối với các hàng giảm kế tiếp nè, thì thay vì móc từ dưới lên trên, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì đối với hàng giảm các bạn sẽ giảm dần dần cho mình mỗi hàng là một mũi ha. Lúc này mình sẽ có là 1 mũi đơn. Sau đó sẽ là 2 chân chụm mũi. Phần chụm sẽ là xen kẽ 2 chân chụm mũi ha. Ta có được cụm đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái vòng móc cuối cùng là 6 mũi chụm liên tiếp nha. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng thì các bạn nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho phần thân của củ cà rốt nó được cứng cáp. Còn cái vòng cuối cùng mình có tổng cộng là 6 mũi chụm liên tiếp ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi chụm đầu tiên, móc một dời, sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài nhé, để mình sử dụng cái đoạn len này mình khâu bít cái phần lỗ đó lại. Ta sẽ xỏ sợi len vào trong kim khâu. Ở cái hàng móc cuối cùng này mình có 6 chân móc. Các bạn lần lượt đâm kim từ ngoài vào trong cái đường móc phía trên của 6 cái chân móc đó ha. Chân đầu tiên nè, chân thứ hai nè, chân thứ ba, tiếp tục chân móc thứ tư nè, chân thứ năm và chân thứ 6. Được 6 chân rồi, vuốt mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Sau đó giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được phần thân của củ cà rốt. Có nhiều cách để giấu len ha. Các bạn luồn cho mình cái sợi len thừa vào bên trong cũng được. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần cuốn ở bên trên. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Khác với cái phần cũ thì mình sẽ móc 5 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ 5. Sau đó guốc mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên tạo ra 5 chân cho vòng thứ hai, thì 5 chân đó mỗi chân móc 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên là 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ ba tương tự ha, móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ 5, chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Như vậy là vòng này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn ha. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Cái phần cuốn của mình nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi thì các hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi cho mình nữa. Các bạn cứ móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân ha. Móc đơn thứ 3 nè, móc đơn thứ 4 nè, móc đơn thứ 5 vào chân thứ 5, móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7, móc đơn thứ 8, mũi móc đơn thứ 9 và mũi thứ 10 vào chân thứ 10. Hoàn tất được rồi, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một dời và lên một xích. Phần cuốn của mình nó đã có cái độ cao như thế này rồi thì các hàng móc kế tiếp làm tương tự như hàng móc mình vừa móc ha. Thì đối với cái phần cuốn nhỏ mình móc tổng cộng là 6 hàng móc, 2 hàng tăng đầu tiên và 4 hàng không tăng. Nó đã có được cái độ rộng vừa phải rồi. Các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho phần cuốn của mình nó có cái độ phồng ha. Sau đó mình sẽ tiến hành móc thêm một vòng nữa để chụm lại cái mũi này. Lúc này mình đang có là 10 chân móc. 10 chân móc đó sẽ móc cho mình 5 mũi chụm liên tiếp ha. Mũi chụm thì làm tương tự như cách mình giảm mũi ở đây nè. Lần lượt đâm kim vào 2 chân móc, vào đường móc nằm bên ngoài ha. Ta có mũi chụm đầu tiên nè. Tiếp tục mũi chụm thứ 2 ở 2 chân kế bên. Mũi chụm thứ 3. Mũi chụm thứ 4. Và mũi chụm thứ 5 nằm ở 2 chân cuối cùng. Sau đó kết thúc ha, đâm kim vào chân mũi chụm đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Lưu ý các bạn sẽ cắt len á, cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong thân của củ cà rốt ha. Ta sẽ có được một chiếc lá nhỏ như thế này. Lá nhỏ thì sẽ móc cho mình 2 chiếc, còn lá lớn móc cho mình 1 chiếc. Phần lá lớn thì 2 vòng đầu tiên tương tự như là cái lá nhỏ ha. Còn vòng thứ 3 thì móc cho mình cụm móc là 1 móc đơn xen 2 móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho đến cuối vòng, ta sẽ có tổng cộng là 5 cụm móc. Sau khi đã kết thúc được cái vòng móc tăng này rồi nè, cái phần lá của mình nó có cái độ rộng ra rồi ha. Cuốn lớn các bạn sẽ móc tăng một hàng móc so với cái cuốn nhỏ ha. Có độ rộng vừa phải rồi thì các hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ cao của phần cuốn lớn ha. Xấp xỉ bằng với cuốn nhỏ nè. Mình đã móc thêm được tổng cộng là 4 hàng đều không tăng mũi. Tiếp tục mình sẽ tiến hành giảm mũi. Thì cách giảm mũi tương tự như ở cái phần củ cà rốt á, dựa vào hàng tăng mũi cuối cùng ở bên dưới. Mình có một đơn xen hai đơn cùng chân móc thì đưa một đơn lên phía trên, sau đó xen kẽ là hai chân chụm mũi ha. Tương tự như phần này nè. Thì ta sẽ có một đơn, sau đó là hai chân chụm mũi. Mình có được cụm đầu tiên ha. Tương tự cho đến cuối vòng thì ta sẽ có tổng cộng là 5 cụm móc như vậy. Cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba nè. Hai chân chụm mũi nè. Cụm thứ tư, một đơn, hai chân chụm mũi, tương tự cho đến hết ha. Sau khi móc đến cuối vòng rồi có cái độ rộng vừa phải, nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong. Sau đó mình sẽ tiếp tục chụm thêm một vòng nữa để mình giảm được cái độ rộng của cái phần lá này ha. Mình sẽ có 10 chân thì mỗi chân các bạn sẽ chụm cho mình hai chân lại thành một mũi ha. Ta sẽ có tổng cộng là 5 mũi chụm liên tiếp, giống như cái phần cuốn nhỏ ha. Mũi chụm đầu tiên nè. Mũi chụm thứ hai nè. Mũi chụm thứ ba. Hoàn tất, đâm kim vào chân mũi chụm đầu tiên, móc một dời, sau đó lên một xích. Khi cắt len cũng cắt cái đoạn len dài ha. Sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong phần cũ. Xỏ cho mình cái sợi len này vào trong kim khâu. Các bạn sẽ khâu cho mình cái phần cuốn với cái đỉnh của củ cà rốt á. Mình sẽ khâu một hàng trước, khâu một mặt trước của cái phần cuốn nè. Đâm kim vào các cái chân móc tương ứng với nhau ha. Mũi thứ hai nè. Để giúp cho cái phần cuốn của mình nó được đứng cứng hơn á, mình sẽ khâu hai mép. Đường khâu thứ ba nè. Sau khi khâu được một mép bên này rồi mình sẽ khâu mép còn lại ha, ở các cái đường khâu tương ứng với cái mép này. Khâu hoàn tất rồi thì giấu cái sợi len thừa này vào trong cuốn lá. Nó sẽ giúp cho cái phần cuốn của mình đứng vững hơn trên cái thân của củ cà rốt ha. Đây, nó không có bị nhúc nhích nè. Hai cái lá nhỏ thì mình sẽ khâu ở hai bên và cách khâu tương tự. Như vậy là khi đã khâu hoàn tất cho mình được 3 cuốn lá vào trong thân của cà rốt. Sử dụng cho mình thêm một màu len mình trang trí ở mặt trước và mặt sau ha. Như vậy là ta vừa hoàn tất được một cái củ cà rốt xinh xắn như thế này. Những bạn nào mà làm sai móc khóa thì sử dụng cho mình thêm một cái khuyên. Mình sẽ chỉnh cái vòng cuối cùng của khuyên ha. Sau đó luồn cái khuyên cuối cùng này nè vào cái đỉnh của cuốn lá lớn. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu móc chìa khóa hình củ cà rốt xinh xắn như thế này ha. Các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công!